Bảo Xuân, chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành, hân hạnh tài trợ chương trình này. 98% người dùng hài lòng về hiệu quả của Bảo Xuân, thật tuyệt vời. Vết sạm mờ đi, da mình sáng đẹp hẳn lên, bớt cả bốc hỏa mất ngủ đúng như mình mong muốn hơn cả sự mong đợi mình và chồng lại mặn nồng như xưa anh ấy ngạc nhiên lắm <laughs> chính là nhờ bảo xuân gôn với tinh chất mầm đầu nành vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ bổ sung thêm canxi bảo xuân tuổi 50 mươi dành riêng cho tuổi mãn kinh bảo xuân cân bằng nội tiết gìn giữ nét xuân thực phẩm này không phải thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh đại nghĩa xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình hòa nhịp yêu và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến thương hiệu bảo xuân sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng uh, cân bằng nội tiết tố nữ cũng như là giữ gìn nét thanh xuân cho người phụ nữ để đồng hành cùng với chúng tôi và ngày hôm nay khách mời quen thuộc của chúng ta nhà báo hoàng anh tú xin chào đại nghĩa à, xin gửi lời chào đến khán giả đang theo dõi chương trình đã bao giờ uh, bà xã của tú ở nhà hỏi tú rằng là anh thích em ở cái điểm nào không nhiều chứ đấy đấy là câu hỏi thường xuyên của phụ nữ à anh thích em ở điểm gì à em vì sao anh yêu em à, rất rất nhiều thứ thực sự ra thì à, đàn ông chúng ta rất là khó để trả lời câu đó bởi vì trả lời thế nào cũng cũng là thiếu nhưng mà đôi khi nó cũng phải dựa đến cái cơ sở thực tế chứ nếu mà người phụ nữ của chúng ta mà cũng ít biết chăm chút về mặt ngoại hình cũng xuề xòa trong cách ăn mặc thì mà bây giờ mình cứ khen ơi em đẹp lắm em xinh lung linh không có hoa hậu nào bằng em thì cái lời nói đó nó xáo rỗng và người vợ sẽ nhận ra ngay đó là cái lời nói không có chân thật. Yeah. Không chưa chắc phụ nữ nhiều khi rằng là rất à. nhiều người phụ nữ cho rằng là không trang điểm à. À, vẻ đẹp tự nhiên thì mới là vẻ đẹp. À, quả thực rằng là nhiều người phụ nữ như thế và tôi cảm thấy rất là tiếc cho họ. À, tôi 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 biết được rằng là rất là nhiều những người phụ nữ mà à, coi cái chuyện là à, phấn son hay trang điểm là một cái gọi là một cái kẻ thù à, và cảm thấy đấy là vẻ đẹp giả tạo ừ. hay thậm chí rằng là à, phản đối rất là gay gắt những cái gọi là à, những cái áp chụp ảnh hiện nay ừ. à, cho rằng là những áp chụp ảnh đó là lừa mị con người Ừ. nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng là thực sự ra à, nếu như mình cảm thấy rằng là mình đang làm một cái điều gì đó khiến cho mình trở nên tự tin hơn à, khiến cho mình trở nên đẹp đẽ hơn thì tại sao không tại sao chúng ta cứ lúc nào cũng, à, cũng cũng nghĩ rằng là tự nhiên thì mới là mới là duy nhất chính vì vậy đã có rất nhiều những người phụ nữ quan niệm là như vậy thôi thà xấu tự nhiên còn hơn là đẹp nhân tạo một người phụ nữ mà không biết làm cho mình đẹp thì phải chăng người phụ nữ đó đang không biết tôn trọng chính cái giá trị bản thân của mình. Đúng rồi. À tôi thì tôi nghĩ một cái nữa à trong cái việc mà phụ nữ không chịu làm đẹp là cái cái mà họ nghĩ rằng là thiên chức là mẹ, tức là khi mà họ đẻ sinh con thì họ cho rằng là cái gọi là cái cái sự sồ sề của họ mới là minh chứng cho một cái sự hy sinh. À, hy sinh những vết dạn da ở bụng hay ừ. là hy sinh những cái gọi là những cái núc ních mỡ ở người tôi không cho là như thế thực sự ra thì à, thật là đáng thương cho những người chồng mà phải à, phải hàng ngày phải 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 đón nhận điều đó thậm chí rất là buồn rằng là khá nhiều những người phụ nữ khi mà chia sẻ với tôi qua những những cái 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 chia sẻ của họ đều nói về một cái việc rằng là à, em chẳng cần phải làm đẹp bởi vì chồng em có ngắm em đâu để em phải làm đẹp em là chồng em quá vô tâm em đi cắt tóc em thay đổi một kiểu tóc về chồng vẫn 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 vô tâm không 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 để ý cho nên em nghĩ là em chẳng cần. Đấy rồi là đấy là à, em làm cái nghề này thì em cần gì phải làm đẹp và tôi nghĩ rằng là cái điều đó là thật sự là một sai lầm. Ừ. Nó giống như là cái chuyện rằng là đến một cái độ tuổi nhất định rồi đã à, trong người nó nó đã không còn những cái gọi là cái 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 sản, sản sinh cái nội tiết tố rồi nhưng mà vẫn kiên quyết không 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 sử dụng thuốc và cho rằng là à, hãy để tự nhiên đi, đang bình thường thì đi uống thuốc rõ ràng là đấy đều là những cái suy nghĩ mà nó 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 rất là là cổ hủ và nó nó khiến cho những người phụ nữ ý càng càng lúc càng trở nên là những một những người phụ nữ mà thất bại và khiến cho cái cuộc sống của họ càng trở nên cơ cực hơn. Ừ. Chính vì thế là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự mà đổ vỡ từ phía đối với gia đình á, nó cũng có bắt nguồn từ phía người phụ nữ. Ở đây chúng ta không có nói rằng là những người phụ nữ biết làm đẹp là những người phụ nữ phải lúc nào cũng chân diện ừ. lúc nào cũng phải loè loạt son phấn hay quần áo với diêm dúa hoặc là lúc nào cũng cần phải đến cái sự can thiệp của thẩm mỹ viện Nhưng mà cái làm đẹp ở đây á là chúng ta nghĩ rằng những người phụ nữ đó phải biết tô điểm cho mình một tí Đúng rồi. À, à, hỏi ví dụ như là với bà xã của tú ở nhà nè đi làm như vậy ừ. rồi à, sống với nhau đã có tới hai mặt con như vậy rồi ừ, ba, thì, mặt con. ba mặt con rồi <laughs> thì bà xã của tú á có quan tâm tới cái việc mà chăm sóc cho bản thân mình không? đương nhiên, đương nhiên là có chứ. Bởi vì sao? Bởi vì là à, cái gọi là à, đó là cái cách mà cô ý tôn trọng chính bản thân cô ý. Ừ. À, đó là cái cách mà cô yêu chính bản thân cô ý. Và tôi không tin vào một cái việc rằng là một người phụ nữ mà không yêu bản thân mình mà có thể yêu được người khác. À, bởi vì đến bản thân mình mà còn không yêu được thì làm sao mà có thể là đi yêu được người khác? Ừ. Bởi vì tôi vẫn cho rằng là một người phụ nữ biết chăm sóc gia đình, là một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân, à, không phải là vì là mình phải làm đẹp để cho chồng ngắm và cái chăm sóc bản thân này đâu phải là chuyện rằng là chúng ta đi à, thẩm mỹ viện ừ. hay là chúng ta đi à, học trang điểm hay là thế nào? Đôi khi chăm sóc bản thân nó chỉ đơn giản rằng là sự sạch sẽ, tương tất. sự tươm tất ừ. cái sức sống. Thì đó là cái suy nghĩ của rất là nhiều những cái người phụ nữ. Việt Nam chúng ta, những người phụ nữ cứ nghĩ rằng là chồng hy con là, là trên hết. Hy sinh là đức tính cao đẹp, nhưng mà thật ra nó là một cái suy nghĩ nó hơi lỗi thời, nó hơi lạc hậu. Rồi. Nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải là cái người hy sinh, thì đôi khi mình hy sinh luôn cả hạnh phúc của mình lúc nào mình không chính hay xác, biết. Chính xác là như thế. Thậm chí rằng sống bên cạnh một cái người mà à, không biết chăm sóc bản thân của họ, thì rõ ràng là à, bản thân chúng ta những người chồng cũng sẽ cảm thấy áy náy thậm chí rằng là chúng ta nếu như chúng ta tác động để chúng ta thay đổi người vợ mà người vợ không chịu thay đổi ấy, thì rõ ràng khiến cho chúng ta cảm thấy chán nản thậm chí sẽ đến một cái lúc mà người chồng À, dù rất rất muốn yêu vợ nhưng không thể yêu vợ được bởi vì là đàn ông dù sao cũng yêu bằng mắt không còn cái sự hấp dẫn nữa ừ. thì rõ ràng rằng là lúc ý người vợ sẽ cảm thấy rất là thất vọng những cái 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 người phụ nữ như thế thì tôi đã thấy rằng là cái cuộc hôn nhân thì nó sẽ thất bại. Ừ. Và người phụ nữ hiện đại bây giờ theo đại nghị nghĩ rằng không phải chỉ là cái chuyện là làm đẹp từ bên ngoài chúng ta đương nhiên phải biết chăm chút cho mình nếu như mình đã đẹp sẵn rồi thì mình hãy tô điểm thêm một tí cho nó đẹp hơn còn nếu như chúng ta cảm giác rằng là mình hơi kém sắc một tí thì mình lại càng cần phải chú trọng đến cái vấn đề đó để mình lúc nào cũng luôn tươi mới và rạng rỡ trong mắt chồng của mình và ngoài ra chăm sóc cơ thể của người phụ nữ từ bên trong giống như hồi nãy tú có chia sẻ đó là nếu như mình cảm giác rằng là à mình bắt đầu mình có những cái triệu chứng của tuổi tác Suy giảm nội tiết tố nữ Thì mình cũng sẽ phải biết cách mà mình bổ sung cho nó Nó có độ tuổi từ 30 đến 50 Hoặc là từ trên 50 Nó rất là phù hợp cho những phụ nữ Ở trong từng độ tuổi và từng giai đoạn khác nhau Để chúng ta có thể bổ sung cho mình từ bên trong Vậy thì việc gì Tại sao phụ nữ lại không tự làm đẹp cho mình Mình là phải đẹp Mình có quyền làm đẹp Làm đẹp từ bên trong đến bên ngoài Để cho mình đẹp Và để cho gia đình mình được hạnh phúc hơn Và thậm chí rằng là À, thậm chí là nghĩa quên mất một điều rằng là kể cả là nếu mà chồng của uh, các bạn mà không ngắm các bạn thì uh, chắc chắn rằng là khi bạn đẹp lên uh, đồng nghĩa với việc là chồng bạn sẽ phải biết giữ bạn. Trời à, ơi bây giờ chồng mà quên không ngắm bước cái đường ông hàng xóm ông ngắm thôi, một cái coi. Đấy cho Lòng nên là chắc chắn ngay. là vợ càng rực rỡ bao nhiêu Thì càng khiến chồng phải <laughs> giữ dịt lấy lấy bản thân. Tại sao mà cứ suốt ngày kêu rằng là uh, anh ấy còn ngắm tôi đâu mà tôi cần phải làm đẹp. Đương nhiên là À, đôi khi nhiều người đàn ông cũng muốn là vợ mình xấu xấu đi một chút để mà đỡ đỡ đỡ, đỡ mất an toàn à. À, đấy thì à, nếu như người phụ nữ mà tự biết làm đẹp bản thân thì đó cũng là cách để mà à, đẩy cái giá cái giá trị của người phụ nữ nó lên à, cao hơn nữa nó khiến cho người phụ nữ đó trở nên à, à, mong muốn được gìn giữ. Đó là cái điều mà anh em chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, đặc biệt là với tất cả các chị em phụ nữ, một bông hoa nó sẽ càng hơn đẹp nếu như chúng ta biết điểm tô cho nó, biết chăm sóc, biết tưới bón cho nó hàng ngày quý vị nha. Đến đây thì chương trình Hòa nhịp yêu xin được phép kết thúc. Cảm ơn Hoàng Anh Tú đã đến đây và chia sẻ với mọi người về câu chuyện này, cũng như là chúng tôi gửi lời cảm ơn đến thương hiệu Bảo Xuân, sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng. À, cân bằng nội tiết tố nữ cũng như là giữ gìn nét thanh xuân của người phụ nữ đã đồng hành cùng với chúng tôi. À, mời quý vị khán giả, chúng ta hãy liên tục hàng tuần đến với chương trình Hòa Nhập Yêu để có thể lắng nghe những chia sẻ của các khách mời để giúp cho mình có cách để hoàn thiện mình và chăm sóc gia đình mình một cách tốt hơn. Hộp thư tổng đài của chúng tôi vẫn không thay đổi 18006316 luôn sẵn sàng mở cửa chờ đón quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Bảo Xuân, 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. 98% người dùng hài lòng về hiệu quả của Bảo Xuân Thật tuyệt vời Vết sạm mờ đi Và mình sáng đẹp hẳn lên Bớt cả bốc hòa Mất ngủ Đúng như mình mong muốn Hơn cả sự mong đợi Mình và chồng lại bận nồng như xưa Anh ấy ngạc nhiên lắm <laughs> Chính là nhờ Bảo Xuân Gold Với tinh chất mầm đầu nành Vitamin E thiên nhiên Và collagen từ cá biển sâu Hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ Bổ sung thêm canxi Bảo Xuân tuổi 50 cậu Dành riêng cho tuổi mãn kinh Bảo Xuân cân bằng nội tiết gìn giữ nét xuân Thực phẩm này không phải thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh.